Lòng đỏ trứng gà ngâm với mật ong là thuốc bổ thượng hạng, chữa ít nhất 5 bệnh. Thứ nhất là trị viêm loét và trào ngược dạ dày. Thứ hai là trị yếu sinh lý ở nam giới. Thứ ba là bổ sung collagen, săn chắc da mặt, giúp da mặt trắng hồng. Thứ tư là tăng cường sức khỏe cho trẻ em, người lớn và người già. Thứ năm là giúp tăng cân an toàn cho người gầy kinh niên. Nguyên liệu cần chuẩn bị là 4 quả trứng gà ta 300ml mật ong và một lọ thủy tinh có nắp. Hãy đập trứng gà rồi tách riêng cái lòng đỏ và lọc sạch sẽ. Cho lòng đỏ trứng gà vào bình thủy tinh, đổ mật ong vào, đậy nắp kín và đặt cái lọ này ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Và khoảng 2 ngày sau là chúng ta có thể mang ra sử dụng. Cách sử dụng như sau: mỗi ngày ăn một lòng đỏ trứng gà ngâm với mật ong trước bữa ăn tối khoảng 20 phút. Một tuần thì chỉ ăn nhiều nhất là 2 lòng đỏ. Ngâm theo công thức này thì có một số chú ý. Nếu sau 2 ngày mà trứng gà vẫn còn mềm mặt, chưa chuyển màu, thì mật ong bạn chọn không phải là mật ong nguyên chất. Chúng ta nên sử dụng trứng gà ngâm mật ong nguyên chất trong vòng 1 tháng liên tục để bảo vệ sức khỏe.